Đây là cây mai trưng thủy nha các bạn. Đây là làm từ cây, làm từ cái rễ của cây trung nu á. Đây là cây lá trung nha, trung nu mà làm từ trồng từ cái rễ nè các bạn. Có một cái cầu vòng qua nhìn hai cây. Này nhìn nó có duyên lắm. Cây này mình không có đo hoành nha các bạn, nhỏ xíu à. Nó còn so với cây nước nè. Có một cây cầu chính giữa, chắc này hồi xưa từ cái rễ này nhìn nó có duyên, nhìn hay hay. Người ta làm từ cái rễ mà, rễ của cây trung nu. Cái phơm tàn nó cũng già dữ lắm rồi. Mình chỉ đo cái tàn ngang thôi. Tàn ngang được 25. Chiều cao nó được khoảng 22. Đây cây mini nha bạn. Này về kiếm chậu đẹp đẹp vô. Đang trồng trồng cái xê nè. Nhìn hay hay, già, phong thản già ghê. Đầu tư một cái chậu đẹp đẹp nữa, cây này nhìn nó hay hay nha bạn. Nhìn thấy hay hay, lạ lạ. Mua, dài lại được cái phạm già, chỉ tỉa thôi, giờ mình chỉ tỉa cho nó. Chứ mình cũng không uống hay làm gì nữa, cây này phơm giống như tự nhiên, cắt cắt. Cả con từ cá nhỏ hơn nha bạn, cả con tỏ, mấy cái cây này cả con tỏ. Dính liền hết nha. Cây này với cái này nó dính qua, cũng có một cái cầu này nhìn hay hay nè, đó. Mini, phơm mini. Lá trùng nha bạn,